Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là một phái đoàn của nhóm khủng bố Hamas, nhóm dân quân Palestine, nơi còn kiểm soát dải Gaza, đã viếng thăm Moscow theo tường trình của Bộ Ngoại giao Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao là Maria Zakharova đã nói trong cuộc họp báo vào ngày thứ Năm mà không cho biết thêm chi tiết. Cơ quan truyền thông của Nga là RIA đã đặt câu hỏi về việc mà một phái đoàn của Palestine nói rằng là các viên chức cao cấp của Hamas bao gồm luôn nhân vật có tên là gọi là Abu Mazdoud đã có chuyến viếng thăm tới Moscow, và Nga luôn có quan hệ và đóng với lại tất cả các vai trò và các quốc gia ở tại Trung Đông, bao gồm luôn cả Do Thái, Iran và chính quyền của Palestine và Hamas. Trong đó thì Moscow tái nhắc lại và quy trách nhiệm cho cơn khủng hoảng và lại cái chính sách ngoại giao thất bại của Hoa Kỳ và kêu gọi cuộc ngưng bắn ngay lập tức giữa Do Thái và Hamas và tái lập lại các cuộc đối thoại để tìm ra một cái thỏa thuận hòa bình. Khi riêng việc thì Zakharova cũng lên tiếng cho biết là phó ngoại trưởng của Iran là Ali Bagheri Kani đồng thời cũng đã có mặt và viếng thăm Moscow và có các cuộc nói chuyện với lại phó ngoại trưởng của Nga là Mikhail Galuzin, và trong đó gần như là họ đang nói chuyện về cái việc mà đàm phán trong vấn đề nguyên tử của Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng Do Thái đã bắt đầu đột kích và mở cuộc tấn công vào dải Gaza trước khi mà họ mở rộng cái cuộc gọi là xâm lăng toàn diện dải Gaza. Lực lượng Do Thái và xe tăng cũng như là một loạt các chiếc xe ủi đất đã tiến vào phía bắc của dải Gaza vào tối ngày thứ Năm, theo tường trình của giới chức quân sự cho biết. Và trong đó là họ bắt đầu nhắm vào các mục tiêu họ mô tả là khủng bố và chuẩn bị cho một bãi chiến trường mới nhằm mở rộng cái cuộc tấn công sau 2 tuần lễ. Họ đã mở các cuộc tấn công bằng không tập. Cuộc đột kích này diễn ra giữa lúc mà phía Liên Hợp Quốc đã lên tiếng và cảnh báo rằng tình trạng không còn nhiên liệu tại dải Gaza, và trong đó là họ muốn rằng có một cái nỗ lực để hỗ trợ nhân đạo cho khu vực này, nơi được xem là Hamas đang có một cái sự kiểm soát và trong đó cản trở một số cư dân đi về phía nam của dải Gaza. Và việc mà những người bị thiệt mạng trong cái cuộc tấn công của Do Thái ở tại dải Gaza được lên là chưa từng có trong vài thập niên qua trong cuộc giao tranh giữa Hamas và Do Thái, trong đó gần như có nhiều sinh mạng đã bị mất đi, và đây được xem là cuộc chiến lớn nhất kể từ khi mà Do Thái lập quốc. Và phía của Bộ Y tế của người Palestine do Hamas quản trị tại đây cho biết có trên 750 người đã bị thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua, con số cao hơn con số ngày hôm qua là 704 người. Hãng thông tấn AP đã không có nguồn tin độc lập để xác nhận những cái chết, và bộ này dường như là đang làm việc và đưa những cái tin liên quan tới những cái chết của người Palestine so sánh với lại 2.251 người Palestine, hầu hết là thường dân, đã bị thiệt mạng trong 6 tuần lễ cuộc chiến từ năm 2014, theo tường trình của Liên Hiệp Quốc cho biết. Và trong ngày thứ Tư thì bản tin cho biết là một cái trụ sở mạng lưới tại Qatar đã đưa ra một cái hình ảnh cho thấy rằng là có những cái cựu chiến binh của Anh, của một số những nhóm Hồi giáo khác dường như đã xuất hiện tại đây, và kể cả cựu phóng viên của đài truyền hình Al Jazeera có tên gọi là Wael Dadud cũng đã có mặt, và trong đó đã bị thiệt mạng trong cuộc không tập của Do Thái. Đây là bản báo cáo từ phía Qatar đưa ra, tuy nhiên vẫn chưa xác định được điều này. Trong khi đó, Do Thái cho biết là họ đã thực hiện thành công 250 cái khu vực không tập trên toàn dải Gaza trong vòng 24 giờ qua, phá hủy tất cả những cái đường hầm, những cái bệ phóng hỏa tiễn cũng như một số những cái hạ tầng cơ sở cho khủng bố. Đây được xem là một trong những cái tin tức mới nhất liên quan tới chiến sự ở dải Gaza. Cùng một lượt thì bản tin mới nhất từ Hoa Kỳ cho biết ông Joe Biden lại lên tiếng kêu gọi là ban cấm vũ khí tấn công sau vụ bắn ở tại Lewiston, tiểu bang Maine. Ông Tổng thống Joe Biden lại lên tiếng kêu gọi Quốc hội là ban lệnh cấm vũ khí tấn công và có mức độ băng đạn lớn sau khi mà có cái cuộc vụ bắn ở tại Lewiston, tiểu bang Maine, nơi mà các giới chức cho biết 18 người đã bị thiệt mạng và ở hai cái vị trí khác nhau ở cùng một địa phương. Hôm nay, trong cơn bừng tỉnh của một cái thảm kịch khác,
tôi thúc giục các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội là phải thực hiện trách nhiệm của họ bảo vệ cho người dân Hoa Kỳ. Ông ta đã phát biểu như trên và làm việc chúng tôi để thông qua cái lệnh cấm vũ khí gọi là tấn công, và trong đó có một cái mức băng đạn rất cao để có thể ngăn chặn tất cả những cái vụ này, và đồng thời tăng cường thêm cái việc kiểm tra lai lịch của những người mua súng và yêu cầu là phải có những cái sự an toàn khi chứa súng và chấm dứt tình trạng gọi là thao túng bởi các công ty sản xuất súng đạn. Đây được xem là lời phát biểu của ông ta và cũng là một trong những cái tiêu đề mà Đảng Dân Chủ thường sử dụng trong các mùa bầu cử tổng thống, trong đó họ luôn kêu gọi là phải có một cái hành động giới hạn về quyền súng đạn. Cùng một lượt, trong ngày hôm nay, các giới chức cho biết nghi can Robert Koch đang bị truy nã chính thức về tội sát nhân. Các giới chức đã trong cuộc họp báo ngày thứ Năm buổi sáng lúc ngày 26 Tây, sau khi mà xảy ra vụ nổ súng ở Lewiston, tiểu bang Maine, khiến 18 người bị thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Thống đốc của tiểu bang Maine là Janet Mills đã mô tả cộng đồng này đã bị sụp đổ trái tim khi mà các giới chức công lực cho biết rằng là họ xác nhận là có 8 cái gia lệnh truy nã đã được đưa ra đối với người đàn ông 40 tuổi có tên là Robert Koch, người được mô tả là kẻ đã thực hiện cái cuộc gọi là thảm sát vào ngày hôm qua. Và trong đó thì cái cơ quan tiểu bang, cảnh sát tiểu bang của tiểu bang Maine có tên gọi là William Rose đã lên tiếng ngày thứ Năm là sẽ ban lệnh truy nã đối với Robert Koch, và trong đó họ nói rằng ông này sẽ bị truy tố ít nhất là 8 tội sát nhân. Và người ủy viên đặc trách về an toàn công cộng của tiểu bang Maine là Mike Schuchert đã lên tiếng và xác nhận là ít nhất có 8 cái án gọi là truy tố về tội sát nhân với 8 nạn nhân đã được xác nhận, và cho biết thêm là họ không có lên tiếng và nêu danh sách tên của những nạn nhân này. Đây được xem là một trong những cái lệnh truy nã mới nhất, và tiểu bang này đã bắt đầu cho lệnh truy nã và săn lùng đối với lại Robert Koch, nhân vật được xem là đã có những cái hành động sát nhân vào ngày hôm qua ở hai địa điểm khác nhau. Một là của cái trung tâm giải trí, tức là một cái Recreation Center, cũng như là một cái quán Bar and Grill ở tại tiểu bang Maine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và bây giờ thì Đảng Dân Chủ đã bắt đầu lên tiếng và yêu cầu kiểm soát về vấn đề gọi là vũ khí. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, trên mạng Internet đã tràn ngập các cái AI, tức là các cái trí tuệ nhân tạo mà trong đó đưa hình ảnh lạm dụng trẻ em một cách giả mạo. Hàng ngàn tấm hình đã được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo cho thấy là trẻ em trở thành nạn nhân bị tấn công tình dục, và nó trở thành một cái làn sóng trên Internet. Các dữ liệu công bố bởi cái tổ chức có tên gọi là Internet Watch Foundation đã cho phát hiện ra. Tổ chức này được viết tắt là IWF, một tổ chức có trụ sở tại Anh, cho thấy rằng là đã có rất nhiều những cái hình ảnh được tạo ra bởi AI, mà trong đó có những cái cảnh trẻ em bị tấn công tình dục, và được phát hiện là những cái hình ảnh này được xem là rất sát và gần giống như thật. Và dưới luật của Anh thì nó vẫn được xem là một cái sự thật, và hàng ngàn tấm hình như vậy đã được phát hiện ở trên các cái mạng Internet. Vào đầu năm nay, chúng tôi đã cảnh cáo là các cái hình ảnh được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo có thể sẽ là những cái hình ảnh thật sự, nó trộn lẫn với những hình ảnh trẻ em bị tổn thương bởi các cuộc lạm dụng tình dục. Và chúng ta sẽ thấy được những hình ảnh này là rõ ràng nó được trộn lẫn, và chúng ta không biết được hình thật và hình giả khi mà AI tạo ra. Và tổ chức IWF nói rằng đây sẽ là một cái cơn ác mộng sẽ diễn ra trong thời gian tới. Trong một tháng thì tổ chức này cho biết là có khoảng 3.000 tấm hình vi phạm vào luật của Anh trong vấn đề gọi là sexual abuse, tức là cái tội lạm dụng tình dục với trẻ em. Và trong đó đa số là được xem là như hình thật, và gần như là họ đã được tạo ra bởi AI. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất và có thể gây nguy hiểm cho trẻ em khi mà nhìn thấy những tấm hình này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Anh Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Jamal Bowman đã nhận tội ở tại DC sau khi mà ông ta đã cố tình bấm vào cái alarm trong tòa nhà Quốc hội để cản trở cuộc bỏ phiếu. Bản tin mới nhất cho biết một trong những nhân vật của nhóm The Squad của Đảng Dân Chủ ở tại Hạ viện Hoa Kỳ là dân biểu Jamal Bowman ở New York đã nhận tội trong một cái phiên tòa diễn ra tại DC sau khi mà ông ta đã bất hợp pháp nhấn vào một cái chuông báo động về cứu hỏa. Văn phòng công tố viên tại DC cho biết
là họ sẽ truy tố ông Bowman với cái tội tiểu hình, và trong đó đã cố tình mà đưa ra một cái gọi là báo động giả sau khi mà ông ta nhấn vào cái chuông này để cản trở cuộc bỏ phiếu vào ngày 30 tháng 9. Năm nay 47 tuổi, ông ta đã đến tự thú vào sáng ngày hôm nay trong cái hẹn, và trong đó ông ta vẫn mặc bộ đồ rất lịch sự, và ông ta đã nhận là đã đưa ra cái hành động được xem là một cái báo động giả, khi mà cái hệ thống báo động của tòa nhà Quốc hội đã bị ông ta nhấn và báo động khiến cho nhiều người hoảng hốt, và trong đó đang có cuộc bỏ phiếu mà ông ta phản đối. Đây được xem là một trong những cái hành động, và ông ta nói rằng là những gì tôi làm ở tại đây đã vi phạm vào luật của DC và tôi sẽ nhận sự trừng phạt ở tại DC. Đây là lời phát biểu của ông ta đưa ra, và lời phát biểu này ông ta đã bị phạt và đưa ra lời xin lỗi chính thức với lại sở cảnh sát của Washington DC, và đồng thời chi trả 1.000 đồng tiền phạt. Tuy nhiên thì quan tòa có tên là Dorsey John nói với Bowman là ông ta sẽ có thể đối diện với 6 tháng tù với tiền phạt nếu như mà ông ta không viết lá thư xin lỗi. Đây được xem là một trong những cái quyết định mới nhất, và ông ta chỉ nộp 1.000 đồng tiền phạt sau khi mà ông ta công bố lá thư xin lỗi về cái hành động của ông ta ở tại tòa nhà Quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, bà dân biểu Talaib đã bắt đầu gia tăng các cái mối gọi là gây quỹ của bà với những tổ chức được tôi mô tả là có liên hệ với lại nhóm Hồi giáo Hamas. Bản tin mới nhất từ ở Washington DC cho biết thì bà Talaib, dân biểu của tiểu bang Michigan và là một người Palestine, đã có những mối quan hệ rộng rãi trong các cuộc gây quỹ và ủng hộ cho Hamas sau một bản báo cáo mới nhất của tổ chức có tên gọi là Canary Mission. Đây là tổ chức được xem là cho thấy bà ta có quan hệ rất rộng rãi với những tổ chức có liên hệ với tổ chức khủng bố này trong cuộc gây quỹ cho cái chiến dịch tranh cử của bà ta năm 2018. Bà nữ dân biểu này từ lâu nay đã được mà biết là mà mang cái quan điểm là bài Do Thái, và bà ta đã trở thành tâm điểm bị chỉ trích sau khi mà bà ta từ chối xóa bỏ một cái post bà ta bỏ trên cái social media, tức là mạng xã hội, là trong đó bà ta quy trách nhiệm cho Do Thái và trong đó cái cuộc tấn công vào cái bệnh viện ở dải Gaza, mà trong đó là do nhóm Hồi giáo Jihad đã tấn công vào cái bệnh viện này. Tuy nhiên thì bà ta vẫn quy trách nhiệm đó là của Do Thái. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất, và bà Talaib đã cố tình sử dụng một cái trang gọi là PAC USA, được xem là một cái trang Facebook mà trong đó ủng hộ cho chủ nghĩa khủng bố, và bà ta đã từng sử dụng cái trang PAC này để mà gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của bà ta năm 2018. Và trong năm 2015 thì đồng sáng lập của một cái tổ chức có trụ sở tại Detroit gọi là Anti-American, Anti-Israel, và tức là chống Hoa Kỳ, chống Do Thái và ủng hộ cho chủ nghĩa khủng bố. Và tổ chức này có tên gọi là Black For Palestine, theo tường trình của tổ chức Canary Mission đã cho biết như trên. Và điều này cho thấy rằng là bà ta có quan hệ rất rộng rãi với những tổ chức thường xuyên có những mối quan hệ và ủng hộ cho chủ nghĩa khủng bố ở tại Trung Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thượng nghị sĩ Chuck Grassley lên tiếng cáo buộc có trên 40 nguồn tin cung cấp cho FBI và Bộ Tư pháp điều tra Joe Biden và Hunter Biden, tuy nhiên đã bị cơ quan FBI và Bộ Tư pháp cản trở. Đã có rất nhiều những cái nguồn tin cung cấp cho FBI và của Bộ Tư pháp để mà điều tra về gia đình của ông Joe Biden với những cái mối thương mại ở nước ngoài, và trong đó có những thông tin liên quan tới tội hình sự. Tuy nhiên thì đã bị ngăn cản bởi Bộ Tư pháp, và trong đó gần như là có cái liên can tới ông Joe Biden, em trai của ông ta là James Biden và con trai của ông ta là Hunter Biden, và chỉ ra về vấn đề thiên vị chính trị. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley của Đảng Cộng hòa tại Iowa đã viết một lá thư trong ngày thứ ba gửi cho giám đốc cơ quan FBI là Christopher Wray và bộ trưởng tư pháp là Merrick Garland. Nên Cộng hòa của chúng ta không thể sống sót nếu như ảnh hưởng chính trị mà quý vị đang có, và trong đó quý vị cần phải dọn sạch sẽ những cái bầu không khí này. Đó là lời phát biểu của ông Grassley đã viết ra trong lá thư và yêu cầu cung cấp những nguồn tin liên quan tới cuộc điều tra. Trong cái lá thư này, căn cứ trên nhiều năm điều tra và tất cả những cái nguồn cung cấp thông tin, các kỷ lục cáo buộc về hàng loạt các cái hành động mà Bộ Tư pháp đã ngăn chặn, và kể cả whistleblower của Bộ Tư pháp đã khai ra và nói rằng Bộ Tư pháp và FBI đã tìm cách trì hoãn, ngăn chặn và cuộc điều tra nhắm vào gia đình của ông Joe Biden. Đó là lời phát biểu của ông Grassley viết trong lá thư, và ông nói rằng đây là những câu hỏi cần phải được trả lời.
và FBI đã điều tra và với những cung cấp được thông tin tại sao bị đóng lại. Và ông viết nguồn tin này là điều quan trọng khi đóng lại tất cả những cái hồ sơ này. Nó gần như là không phải đưa ra từ cơ quan FBI. Và căn cứ trên những cung cấp thông tin mà văn phòng tôi có được trong nhiều năm điều tra và với cái mức độ khả tín của các whistleblower, tức là những người cáo giác, trong đó là Bộ Tư pháp và FBI đã cố tình dập tắt cuộc điều tra và các hành động điều tra liên quan tới gia đình của Biden. Ông Grassi đã viết thêm, và quyết định này cho thấy có dấu hiệu thiên vị chính trị và ảnh hưởng bởi không phải chỉ là Bộ trưởng Tư pháp và FBI, đồng thời cũng có một loạt những nhân viên và những công tố viên khác đã có hành động cản trở điều này. Đó là lời cáo buộc của ông Chuck Grassi đã đưa ra sau khi mà ông nói rằng ông có rất nhiều những cái thông tin tới văn phòng của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Biden đã lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc trong việc mà tấn công vào một chiếc tàu của Philippines có thể sẽ khởi động cho việc mà Hoa Kỳ có thể thực hiện cái hiệp ước đối với lại Philippines. Ông Joe Biden lên tiếng cảnh cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong ngày 25 tây tháng 10 là không nên tấn công các tàu của Philippines ở tại Biển Đông, và bất kỳ một cuộc tấn công nào thì đồng minh là Hoa Kỳ có thể khởi động một cái cuộc gọi là bảo vệ Manila với cái thỏa ước mà đã từng ký kết trước đây. Lời cảnh báo này đưa ra sau khi mà phía Philippines lên tiếng cáo buộc rằng tàu của Trung Quốc đã tông vào hai chiếc tàu của Philippines trong cái sứ mạng chở lương thực của họ trong ngày 22 tây tháng 10, nhấn mạnh đến cái khu vực ở tranh chấp trên Biển Đông, và đây là một trong những cái hành động hung hăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và phát biểu trên tòa Bạch Ốc trong lúc mà tham gia cuộc họp báo với lại thủ tướng của Úc là ông Anthony Albanese, ông Joe Biden đã lưu ý là bất kỳ một cái biến cố nào bất hợp pháp là cảnh cáo Hoa Kỳ có thể buộc phải can dự, và Bắc Kinh sẽ phải đối diện với những cái việc nguy hiểm khi mà tấn công các chiếc tàu của Philippines. Tuy nhiên, ông nói rằng Hoa Kỳ không muốn tìm kiếm một cái cuộc đối đầu về quân sự với Trung Quốc. Và trong vài tuần qua thì lực lượng chiếc tàu của nhà nước nhân dân Trung Quốc là PRC đã có hành động nguy hiểm và gọi là vi phạm luật, tức là bất hợp pháp, nhắm vào chiếc tàu của quốc gia bạn hữu của chúng tôi là Philippines trong cái sứ mạng mà họ đang hoạt động trên vùng đặc quyền kinh tế của họ ở tại Biển Đông. Và tôi muốn nói rất rõ ràng, Hoa Kỳ sẽ giữ lời cam kết bảo vệ cho Philippines một cách chắc chắn bất kỳ một cuộc tấn công nào vào các chiếc máy bay, tàu của Philippines hoặc là lực lượng vũ trang, thì sẽ khởi động cái hiệp ước quốc phòng của Philippines và của Hoa Kỳ. Hiệp ước này vốn đã được ký kết từ năm 1951 dưới thời của ông Ferdinand Marcos, và trong đó là bảo vệ cho Philippines trước bất kỳ một cái cuộc tấn công nào vào lãnh thổ của Philippines. Đây được xem là một trong những lời cảnh báo khá mạnh mẽ của ông Joe Biden đã đưa ra ngay sau khi mà tàu hải giám của Trung Quốc đã tông vào một chiếc tàu tuần duyên của Philippines ở bãi cạn Second Thomas Reef, nơi mà Philippines đang tiếp tế lương thực cho lực lượng đồn trú của họ ở tại khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, Úc và Hoa Kỳ đồng kêu gọi là phải có một cái hòa bình trên eo biển Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ và Úc đã đưa ra một bản statement chung trong ngày thứ Tư tái xác nhận về nền hòa bình trên eo biển Đài Loan. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Úc là ông Anthony Albanese, người đang có chuyến viếng thăm tới Hoa Kỳ, đã đưa ra nhấn mạnh về việc quản trị cái hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan là một tầm quan trọng, phản đối bất kỳ một hành động đơn phương nào thay đổi hiện trạng tại đây. Chúng tôi kêu gọi một cái giải pháp hòa bình cho eo biển Đài Loan thông qua đối thoại và không có sự đe dọa sử dụng vũ lực hay là bức hại. Đó là một trong những cái nội dung của bản statement đã đưa ra. Hai nhà lãnh đạo đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế là phải điều tra qua tất cả các cái channel đối thoại trong nhiều lĩnh vực khác nhau và nhiều đường hướng khác nhau để giảm đi những cái hiểu lầm và những cái căng thẳng có thể dẫn tới một cái cuộc gọi là tranh chấp trên tuyến đường Indo-Pacific, và các quốc gia cần phải tham gia về cái quyền lợi gọi là tự do hàng hải và dưới cái luật biển năm 1982 gọi là UNCLOS, và trong đó bao gồm luôn quyền tự do hàng hải bay và ở trên các cái hải phận quốc tế. Đây được xem là một cái thông cáo chung của Úc và của Hoa Kỳ đã đưa ra sau khi mà ông Anthony Albanese, thủ tướng của Úc, có mặt tại Washington DC và thảo luận với ông Joe Biden về chiến lược hợp tác với Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương, và trong đó họ đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, trong cuộc thăm dò mới nhất ở tại Đài Loan cho thấy là nhân vật
đang nắm quyền phó tổng thống Đài Loan vẫn dẫn trước rất xa trong cái cuộc gọi là bỏ phiếu mới, cuộc thăm dò mới nhất. Kể từ khi mà bắt đầu có cái chiến dịch tranh cử thì Đài Loan cho thấy là đảng Dân Chủ Cấp Tiến vẫn đứng đầu trong cuộc tranh cử tổng thống, và điều này cho thấy rằng là phía đảng Dân Chủ Cấp Tiến vẫn đang có một cái lợi thế rất lớn. Trong đó thì nhân vật Lai Ching-te, tức là William Lai, là phó tổng thống của Đài Loan thuộc đảng cầm quyền, hiện nay đạt được 31.62%, đứng hàng thứ nhất. Và đứng hàng thứ hai là Ko Wen-che thuộc đảng Nhân dân Đài Loan là 22.79%. Đứng hàng thứ ba là nhân vật Hu Uchi của Quốc dân đảng là 19.82%. Và đứng hàng thứ tư là nhà lãnh đạo của công ty Foxconn là ông Terry Gu, 8.66%. Trong đó thì có 16.75% vẫn chưa quyết định là sẽ chọn ai. Đây được xem là con số khá là chính xác, và điều này có thể dẫn tới một cái việc mà Trung Quốc càng gia tăng sự uy hiếp với Đài Loan nhiều hơn. Bởi vì ông Lai Ching-te được xem, Trung Quốc xem là một troublemaker, tức là một kẻ gây phiền phức. Và nếu như ông đắc cử vào chức tổng thống Đài Loan, ông có thể thúc đẩy mạnh hơn cái độc lập của Đài Loan và tách rời khỏi Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay, Đài Loan cho biết họ đã dập tắt được các cuộc đánh cá trộm bất hợp pháp của các ngư dân Trung Quốc. Trên 650 chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc đã bị trục xuất ra khỏi Đài Loan trong vòng 9 tháng qua, theo tường trình của Bộ Hàng hải Đài Loan và người bộ trưởng có tên gọi là Ku Pi Linh đã công bố vào ngày thứ Tư hôm qua. Từ tháng Giêng cho tới tháng 9, tổng cộng là 652 chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc đã bị rượt đuổi và bị chặn và xâm nhập vào trong cái lãnh hải của Đài Loan. Và có ít nhất là 20 chiếc tàu đã bị bắt giữ, theo tường trình của ông Quan đã đưa ra cái lời điều trần trước cái hội đồng lập pháp của Đài Loan trong phiên họp. Và trong đó, họ nói rằng tổng số tiền mà bị thiệt hại và họ tịch thu là khoảng 423.181 Mỹ Kim, tức là khoảng 13.75 Đài Kim. Và các chiếc tàu Trung Quốc này vẫn được xem là bị giới hạn và không được phép đi vào cái lãnh hải của Đài Loan, đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế của Đài Loan. Và trong đó thì những chiếc tàu này vẫn tiếp tục ngang nhiên hút cát lậu và kể cả đánh bắt cá lậu ở trong cái khu vực này. Và Đài Loan phải sử dụng tất cả những cái kỹ thuật radar, giám sát và lực lượng tuần duyên của họ để gia tăng quan sát tất cả cái khu vực lãnh hải của họ. Và việc này cũng đã dẫn tới tình trạng có nhiều di dân bất hợp pháp đã xâm nhập vào đảo quốc Đài Loan. Trong đó 71 cá nhân đã bị bắt giữ theo tường trình cho biết. Và hầu hết những người này là người gốc Việt. Và những người này đã vượt biên tới Đài Loan bằng tàu và thông qua một số những cái quốc gia khác và nương nhờ vào những quốc gia khác, bao gồm luôn tàu của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất, và họ nói rằng trong năm qua thì họ đã dập tắt ít nhất là gần 600 chiếc tàu của Trung Quốc đã xâm nhập vào lãnh hải của họ. Cùng một lượt thì hiện nay phía của Quan cho biết là họ đang có 22 chiếc tàu tuần tra, bao gồm luôn cả một chiếc khinh hạm nặng 600 tấn và các chiếc tàu khác là khoảng 100 tấn, và có một chiếc tàu hạng nhẹ 35 tấn đang thực hiện các cái cuộc tuần tra trên eo biển Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tin không vui lắm cho những kẻ cờ bạc trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Sau khi mà mở cửa ra thì thị trường chứng khoán Việt Nam, tức là VN Index, đã rớt một cách thê thảm 30 điểm hơn trong vòng vài phút đồng hồ, và ở mức bây giờ là 1.050 điểm, và gần như là toàn bộ thị trường chứng khoán tại Việt Nam để mang cái màu sắc màu đỏ, hầu hết đều bị rớt điểm sau khi mà có một cái gọi là tình trạng báo cáo xấu về các món nợ của ngân hàng, cũng như là nhiều công ty đã dậm chân tại chỗ và không thể sản xuất được. Và điều này cho thấy là cuối cùng thì cái thị trường chứng khoán Việt Nam phải đóng cửa ở mức là 1.055.45 điểm, đã mất đi khoảng 46 điểm. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ ngày 18 tây tháng 8. Và điều này cho thấy là thị trường chứng khoán của Việt Nam hiện nay đang là một cái đợt phong hiểm rất nhiều. Và những ai còn lưu trữ những cái cổ phiếu này có thể trở thành giấy lộn nếu tiếp tục duy trì giữ các cái cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, đề phòng tình trạng thiếu điện
và đặc biệt là khu vực miền Bắc và ở thành phố Hà Nội, nơi có cái hệ thống hành chánh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó thì Trần Hồng Hà đã vừa ký một quyết định là sẽ cho chuyển một cái đường dây của nhà máy nhiệt điện Nam Định Thanh Hóa và đưa khoảng một cái hệ thống điện tải ra ngoài Bắc lên tới trị giá lên tới 3.000 tỷ đồng. Dự án này là nhằm cung cấp nguồn điện đầy đủ cho phía Bắc giữa lúc mà tình trạng Việt Nam đang thiếu điện trầm trọng và có thể sẽ bị cúp điện luân phiên. Và do đó chính quyền của Hà Nội quyết định là phải ưu tiên cho thành phố Hà Nội, nơi có cái cơ sở hành chánh quản trị và cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như có nhiều tòa đại sứ quốc tế đang nằm tại đây, không thể bị mất điện. Do đó thì họ dành ưu tiên và chuyển tải tất cả những cái nguồn điện cung cấp cho miền Nam chuyển ra miền Bắc để có thể duy trì cái hoạt động mà các hộ họ gọi là cái hành chánh của chính quyền cai trị. Đây được xem là một trong chiến lược mới nhất. Như vậy thì trong thời gian sắp tới, người dân miền Nam sẽ phải đối diện với tình trạng cúp điện luân phiên và đôi khi sẽ cúp điện toàn khu vực trong một cái khoảng thời gian ngắn, trong một ngày hoặc là trong nhiều ngày. Đây là được xem là một trong những cái hiện trạng và Việt Nam gần như đã dồn tất cả những cái nguồn dự trữ năng lượng để mà đốt đèn trong mùa hè để tránh tình trạng dân nổi loạn, và giờ đây họ đang lâm vào tình trạng thiếu hụt điện trầm trọng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng khủng hoảng kinh tế bất ổn và tình trạng mà gọi là không có việc làm và dân đổ về quê quá nhiều, thì tình trạng này cũng dẫn tới tình trạng tội ác tại Việt Nam gia tăng. Trong đó thì các tội ác bây giờ đã được tiến thêm một phần, không còn dùng dao, búa hay là mã tấu để chém nhau, mà gần như là họ sử dụng súng nhiều hơn. Và hiện nay thì tình trạng mà sản xuất súng lậu bất hợp pháp cũng như là mua bán chế tạo các cái loại vũ khí cải biên từ những cái loại vũ khí của nước ngoài, tức là những cái loại vũ khí được nhập cảng từ Campuchia, từ Lào, từ Trung Quốc vào Việt Nam một cách bất hợp pháp và được chế tạo lại để bán ra thị trường. Và việc này đang diễn ra rất nhiều nơi. Và hiện nay thì Công an Cộng sản Việt Nam đang phải điên đầu với cái tình trạng mà nguồn vũ khí lậu đã tuồn vào Việt Nam rất nhiều. Trước hết thì phía Công an tỉnh Bình Dương cho biết họ đã phá vỡ được một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán vũ khí một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những đường dây. Đa số các đường dây chuyển vũ khí lậu là đi từ Lào, Campuchia và kể cả từ Trung Quốc vào thị trường Việt Nam. Và sau đó thì những kẻ đầu nậu đã modify, tức là đã cải thiện lại để phù hợp với lại cái tình hình ở trong Việt Nam. Và tình hình này đang khiến cho Công an Cộng sản Việt Nam phải điên đầu với tình trạng vũ khí được chuyển vào rất nhiều tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, lại có thêm một cái vụ án bắt những người làm bằng giả để cung cấp cho sinh viên và các cán bộ đảng viên. Bản tin mới nhất cho biết thì có ít nhất là 4 người đã bị bắt giữ về tội làm bằng giả và chứng chỉ giả cho sinh viên tại An Giang, cũng như là một số các cán bộ đảng viên trong quần máy cai trị. Đây được xem là một trong những cái vụ phá vỡ vụ án lớn nhất liên quan tới một trong những cái mối thương mại làm ăn đang có chỗ đứng ở tại Việt Nam và đang phát triển rất lớn, đó là cung cấp bằng giả và các chứng chỉ giả, đặc biệt là bằng giả và chứng chỉ giả này. Đa số thành phần mua đều là cán bộ đảng viên trong quần máy cai trị, bởi vì họ phải đáp ứng cái yêu cầu quy định là phải có bằng đại học. Do đó thì các cán bộ đảng viên dường như là không có đi học, do đó không có bằng đại học, và họ tìm cách mua các cái bằng đại học để nộp vào trong cái hồ sơ của họ nhằm được thăng quan tiến chức. Và điều này đã dẫn tới cái dịch vụ làm bằng giả, làm chứng chỉ giả đã mọc lên rất nhiều tại Việt Nam. Và bây giờ lại phát hiện ra là có thêm 4 người đã bị bắt giữ. Tuy nhiên thì nhiều người dân ở tại Việt Nam nói rằng cái nơi cấp bằng giả chính thức không phải là những cái đường dây làm bằng giả, mà chính là những cái trường đại học tại Việt Nam đã cố tình cấp bằng cho các cán bộ đảng viên dù họ không học một ngày nào. Và đây là hình thức bằng giả trộn bằng thật tại Việt Nam. Đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!